các cô chú thì tổ chức bắt chương trình cuộc đời Canada thì hiện tại hôm nay chúng con về tại thôn 8 xã Gia Chứng Minh tỉnh Bình Thuận thì để khánh thành hiến cho thôn. Thì hiện tại là bà ngoại và lại chú thôn trưởng đã đại diện đại diện cảm ơn lời ông nhân rồi, thì tại con muốn hỏi thêm chú một số thông tin thì bình thường là hiến nước của mình ở đây như thế nào chúng ta? Lớn toàn là thấp đại hết. Dạ. Yeah. Mình có nước không chú? Cùng trâu thì có, trâu thì không. Dạ. Yeah. Nhưng mà hầu hết là không. Dạ, yeah, hầu hết là không có nước không chú. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Là thì nước mà khi mà không có thì mình phải mua. Mua khối á. Dạ, một khối là từ 100 tới 120. 150 luôn hả? Wow. Rồi, cao quá chú ha. Dạ. Thì hiện tại là giếng này là giếng cộng đồng của bà con mình, thì tất cả mọi người đều được xài chung, không sở hữu cái lịch ai hết. Rồi khi bà con mình hết nước thì mình cứ về đây để lấy nước để sử dụng. Dạ. Dạ. Thì các cô chú hôm nay thì có một số cô chú tới thôi. Sau này cô chú có thể là thông tin đến cho bà con mình hàng xóm mình để cái gì tới đây lấy nước. Dạ rồi. Con cảm ơn nhiều rồi. Dạ. Đưa mì luôn đi chị ơi.